Một mùi thơm phức của món cà ri thịt cừu thật khiến người ta thèm thuồng. Vậy mà tình tiết trong vụ án của ngày hôm nay lại có thể khiến bạn không còn cảm thấy ngon miệng khi nghĩ đến món ăn đầy hương vị này nữa. Và câu chuyện của ngày hôm nay là một trong những vụ án rùng rợn nhất quốc đảo sư tử Singapore. Một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, bỗng dưng mất tích. Ngày hôm sau, khắp đường phố người ta đều xì xào bàn tán về những túi thịt cà ri kỳ lạ. Nhưng phải đến 2 năm sau, sự thật mới được phơi bày, khiến người dân không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Và đó chính là những tình tiết trong vụ án biến chồng vũ phu thành món thịt cà ri thơm lừng khắp khu phố. Và trước khi đi vào nội dung chính, Khánh Hà rất vui khi được chia sẻ thêm với các bạn một thông tin. Đó là sắp tới đây thì đội ngũ của chúng mình sẽ cho ra mắt kênh Khánh Hà Cảnh sát Mỹ, chuyên khai thác diễn biến các vụ án theo góc nhìn của cảnh sát. Và nếu bạn là người luôn tò mò với những câu chuyện phá án đầy kịch tính thì hãy truy cập theo đường link phía bên dưới comment để khám phá những câu chuyện trinh thám mới nhất của chúng mình nhé. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung chính. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về năm 1984 tại khu Serangoon Road nằm ở phía nam Singapore. Nơi đây là khu sinh sống của cộng đồng người Ấn Độ, còn được gọi là Tiểu Ấn Độ. Từ năm 1819, những người Ấn Độ đầu tiên đã theo chân Sir Stamford Raffles đến Singapore và định cư tại đây. Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Ấn ngày càng đông đúc biến nơi đây thành một Ấn Độ thu nhỏ giữa lòng Singapore. Và một buổi sáng, ông Davis, một cư dân địa phương, đến nhà thờ Presbyterian trên đường Orchid và nhận thấy trên bàn có một nồi cà ri đã được nấu chín. Khi ăn thử, ông cảm thấy mùi vị rất đặc biệt. Đặc biệt là thịt với kết cấu khác hẳn thường ngày và những mảnh xương còn sót lại cũng không giống xương cừu. Trong lòng ông đã dấy lên một nỗi hoài nghi. Cùng lúc đó, những người công nhân vệ sinh khi dọn dẹp đường phố cũng phát hiện trong các thùng rác có rất nhiều túi rác chứa thức ăn thừa, chưa được phân loại. Những túi rác này đều rất nặng, lại bị vứt bừa bãi khắp nơi. Ban đầu họ nghĩ rằng có người dân nào đó đã thiếu ý thức, đã vứt rác bừa bãi. Nhưng khi mở những túi rác ra, họ phát hiện bên trong đều là cà ri. Và lượng cà ri này nhiều một cách bất thường, không giống như lượng thức ăn của một gia đình bình thường hay nấu. Và mùi vị của thịt phải nói là cũng rất kỳ lạ. Họ đoán có lẽ đây là cà ri được nấu bằng thịt lợn do người bên ngoài làm nên không để tâm đến chuyện này nữa. Mọi sự kỳ lạ với món cà ri trong ngày hôm đó đều nhanh chóng bị lãng quên. Cho tới 2 năm sau, vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 1987, ông Ravis hớt hải chạy ra khỏi nhà, nôn thốc nôn tháo. Trong bữa ăn, ông vô tình nghe được câu chuyện về một món cà ri kinh hoàng 2 năm trước. Điều này khiến ông liên tưởng đến bát cà ri kỳ lạ mà ông đã ăn thử ở nhà thờ. Càng nghĩ, ông càng thấy ghê sợ, nôn mửa không ngừng. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong bữa ăn đó? Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thông tin mà ông Ravis vừa mới nghe được. Ngày 9 tháng 1 năm 1987, thanh tra Alamalai thuộc đội điều tra tội phạm đặc biệt của Cục Điều tra Hình sự Singapore nhận được một cuộc gọi từ người dân. Theo quy định, nếu người dân cung cấp thông tin về các hành vi phạm tội như là phá hoại tài sản, trộm cắp thì họ sẽ nhận được một khoản tiền thưởng. Nhưng khu Serangoon Road nổi tiếng là nơi an ninh tốt nên cảnh sát ở đây thường chỉ phải xử lý những vụ việc nhỏ nhặt như là tranh chấp tình cảm hay là mất cắp vặt. Tuy nhiên, hôm đó, thanh tra Alamalai lại nhận được một tin báo khiến ông vô cùng bàng hoàng. Một án mạng đã xảy ra tại đây. Nạn nhân bị chia nhỏ rồi vứt bừa bãi ngay trên đường phố đông đúc. Ban đầu, Alamalai nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa dai của một số người rảnh rỗi. Nhưng người báo tin đã cung cấp danh tính nạn nhân. Và sau khi kiểm tra, Alamalai phát hiện người này đã mất tích 2 năm trước. Ông lập tức báo cáo vụ việc lên cấp trên và bắt đầu cuộc điều tra. Người đàn ông mất tích tên là Ayakanu Marithamuthu. Lúc mất tích mới 34 tuổi, là người gốc Ấn Độ, làm bảo vệ cho một công ty dịch vụ công ích ở Singapore. Vợ của nạn nhân tên là Nagaratha Vali Ramia cũng là người Ấn Độ. Họ là một gia đình Ấn Độ truyền thống điển hình. Nagaratha ở nhà chăm sóc con cái, lo việc nhà, còn Marithamuthu là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Họ có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai. Ngày 28 tháng 12 năm 1984,
Nagarathna đến cảnh sát trình báo về việc chồng mình mất tích. Cô cho biết Marie Thamuthu đã đi đánh bạc tại sòng bạc Genting ở Malaysia từ ngày 12 cùng tháng rồi mất liên lạc từ đó. Cảnh sát điều tra và phát hiện Marie Thamuthu đã xin nghỉ phép ở công ty từ ngày 21 cùng tháng. Vì vậy họ cho rằng có thể là ông Marie Thamuthu đã đi sòng bạc sớm hơn dự định. Hơn nữa, khi cảnh sát đến nhà trực tiếp kiểm tra thì phát hiện gia đình Marie Thamuthu đã quay trở về Ấn Độ. Vụ án mất tích của Marie Thamuthu bị gác lại rồi chìm vào quên lãng kể từ đó. Tuy nhiên, tin báo của người dân đã khiến thanh tra Alamalai lật lại vụ mất tích của Marie Thamuthu. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, ông phát hiện có nhiều điểm bất hợp lý. Theo lời kể của Nagarathna, Marie Thamuthu đã đi Malaysia rồi mất tích. Nhưng Alamalai không tìm thấy bất cứ ghi chép nào về việc Marie Thamuthu đã xuất cảnh. Hơn nữa, theo hồ sơ của công ty, Marie Thamuthu chỉ xin nghỉ phép vào ngày 21 và 22 tháng 12. Vậy thì không có lý do gì để anh ta đi đánh bạc tại Malaysia từ ngày 12 cả. Alamalai còn phát hiện ra Marie Thamuthu đang nợ nần chồng chất và gia đình họ cũng không khá giả gì để anh ta có thể đi đánh bạc ở nước ngoài. Do đó, những thông tin mà Nagarathna cung cấp là hoàn toàn không hợp lý. Hoặc là Marie Thamuthu đã lừa dối vợ, bỏ trốn một mình. Hoặc là chính cô vợ đang giấu giếm sự thật về sự biến mất của chồng mình. Và để làm rõ nguyên nhân mất tích của anh chồng, thanh tra Alamalai đã triệu tập hơn 30 người hàng xóm của cặp vợ chồng này để lấy lời khai. Ông phát hiện Marie Thamuthu chưa từng đi đánh bạc bao giờ, nên chuyện anh ta đi Malaysia đánh bạc là một điều khó tin. Thông qua lời kể của hàng xóm, Alamalai cũng dần dần hiểu được hoàn cảnh thực sự của cuộc hôn nhân này. Gia đình Nagarathna thực sự là rất nghèo khó. Sau khi họ nhập cư vào Singapore, cha cô đã qua đời, mẹ cô phải vất vả nuôi ba người con trai. Vì hoàn cảnh bất hạnh, Nagarathna đã không có của hồi môn hậu hĩnh để mang theo khi về nhà chồng, theo phong tục truyền thống của người Ấn Độ. Và cũng chính vì điều này, chồng là Marie Thamuthu luôn tỏ ra coi thường vợ và gia đình vợ, đối xử với họ một cách khinh miệt và ngạo mạn. Bản thân của Marie Thamuthu là một người đàn ông to cao lực lưỡng, tính tình thì nóng nảy. Anh ta thường xuyên uống rượu say rồi về tác động vật lý lên người vợ. Sự nhẫn nhịn của Nagarathna chỉ khiến Marie Thamuthu ngày càng được nước lấn tới. Anh ta đã nhiều lần tương tác với vợ đến mức phải nhập viện. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Nagarathna đã kể lại mọi chuyện cho các anh trai. Những người này đã tìm Marie Thamuthu để nói chuyện phải trái, nhưng hắn ta không hề nhận lỗi, thậm chí là còn làm một người anh trai của Nagarathna bị thương. Và cuối cùng, vì ba đứa con, Nagarathna buộc phải tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ đến khi Marie Thamuthu mất tích, những trận đòn soi kinh hoàng kia mới chấm dứt. Càng đi sâu vào vụ án, thanh tra Alamalai càng cảm thấy khó tin về việc Marie Thamuthu tự ý bỏ đi. Hắn ta là người gia trưởng, đã quen được vợ con cơm bưng nước rót, không có lý do gì để bỗng dưng rời khỏi nhà, cho dù là để trốn nợ. Chưa kể, số nợ của gia đình họ cũng không phải là không thể trả được. Như vậy thì rất có thể Nagarathna đã nói dối. Trong quá trình điều tra, Alamalai còn phát hiện ra một chi tiết đáng nghi. Một ngày sau khi Marie Thamuthu mất tích, có người đã phát hiện rất nhiều túi cà ri thịt có mùi vị kỳ lạ trong các thùng rác. Điều đáng nói là ở khu vực đó không có cửa hàng nào bán cà ri. Sự trùng hợp về thời gian này khiến Alamalai càng thêm nghi ngờ. Ông liên tưởng đến tin báo nạn nhân bị chia nhỏ và vứt bừa bãi trên đường phố trong cuộc gọi trước đó. Một suy đoán khiến chính ông cũng phải rùng mình, sợ hãi hiện lên trong đầu. Nagarathna bị chồng bạo hành trong một thời gian dài. Cô ấy có động cơ vững chắc để ra tay với chồng, giải thoát cho bản thân. Hơn nữa, là người thân cận nhất với nạn nhân, cô ấy cũng có điều kiện che giấu hành vi phạm tội. Chính lời khai của cô ấy vào 2 năm trước đã khiến cảnh sát lầm tưởng Marie Thamuthu bỏ nhà ra đi và không điều tra kỹ lưỡng thêm. Như vậy, sự việc đã bị che giấu một cách quá dễ dàng. Hơn nữa, theo lời kể của đồng nghiệp Marie Thamuthu, ban đầu thì Nagarathna không có ý định báo án. Chỉ khi công ty thúc giục Marie Thamuthu quay trở lại làm việc thì cô ấy mới buộc phải đến cảnh sát trình báo về sự mất tích của chồng. Nhưng làm thế nào mà Nagarathna có thể làm được tất cả những chuyện kia? Bởi vì Marie Thamuthu vốn là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng. Trong khi Nagarathna lại nhỏ nhắn, yếu đuối. Cô ấy còn phải chăm sóc cho ba đứa con nhỏ, rất khó để hành động một mình.
Vậy chắc chắn cô ấy phải có đồng bọn. Alamalai lập tức nghĩ đến ba người anh trai của Nagaratha. Người anh trai thứ ba Nagaratha là Shanmugam Chandra. Tính tình hiền lành, vốn làm công việc trông coi nhà thờ Presbyterian trên đường Orchid. Vậy nên Alamalai không nghĩ rằng anh ta có liên quan đến vụ án. Nhưng hai người anh còn lại thì hoàn toàn phù hợp với hình dung của Alamalai về hung thủ. Một người tên là Radhakrishnan từng bị kết án 18 tháng tù giam vì tội cướp giật có vũ khí. Theo lời kể của hàng xóm, Radhakrishnan có tính cách nóng nảy, giống hệt Marithamuthu. Người anh còn lại là Balakrishnan, một người bán thịt to cao, lực lưỡng, cũng nổi tiếng là nóng tính. Anh ta hiện đang mở một cửa hàng bán thịt cừu tại chợ Tekka trên đường Buffalo. Nghĩ đến những phần cà ri thịt bị vứt bừa bãi trên đường phố, thanh tra Alamalai lạnh sống lưng. Hình như ông ta đã biết tung tích của Marithamuthu ở đâu rồi. Gia đình Nagaratha không chỉ có động cơ mà còn có khả năng gây án. Họ là một gia đình nên hoàn toàn có thể che giấu tội ác cho nhau. Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian ngắn về Ấn Độ, gia đình Nagaratha đã quay trở lại Singapore. Và sau khi xác định được nơi ở của họ, thanh tra Alamalai đã lập tức báo cáo toàn bộ chứng cứ thu thập được cho cấp trên. 2 giờ sáng, ngày 24 tháng 3, cảnh sát chia thành 5 nhóm đột kích vào các địa điểm khác nhau, bắt giữ toàn bộ gia đình của Nagaratha. Đối mặt với cảnh sát, Nagaratha và các anh trai đều khai rằng họ không biết gì về sự biến mất của Marithamuthu. Họ cho biết là Nagaratha đã chấp nhận chịu đựng bạo lực gia đình trong nhiều năm, không có lý do gì để cô ấy bất ngờ ra tay với chồng. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, Alamalai tình cờ biết được một chi tiết quan trọng. Một thời gian ngắn trước khi mất tích, Marithamuthu đã xuống tay với Nagaratha đến mức cô bị sẩy thai. Khi các anh trai Nagaratha đến nói chuyện thì hắn ta còn làm họ bị thương và buông những lời lẽ nhục mạ. Rất có thể, chính sự việc này đã khiến gia đình Nagaratha quyết tâm đoạt mạng Marithamuthu. Nhưng hiện tại, thi thể chưa được tìm thấy, cảnh sát thậm chí là còn không thể khẳng định Marithamuthu đã qua đời. Cũng không có bằng chứng rõ ràng chứng minh gia đình Nagaratha có liên quan tới vụ án. Cảnh sát vì vậy vẫn chưa thể kết tội họ. Lúc này, chỉ có lời thú nhận của nghi phạm mới có thể giúp vụ án có bước đột phá. Vì vậy, Alamalai đã quyết định thẩm vấn riêng Nagaratha và ba người anh trai. Sau 2 ngày thẩm vấn riêng biệt, cuối cùng thì cũng có người không chịu nổi áp lực tâm lý và khai nhận toàn bộ sự việc. Sau khi một người khai, những người còn lại cũng lần lượt thú nhận. Tuy nhiên, điều khiến Alamalai bối rối là lời khai của mỗi người lại khác nhau. Nagaratha khai rằng chính cô đã ra tay. Cô ấy bị Marithamuthu tương tác đến mức sẩy thai. Hắn ta thậm chí là còn đe dọa sẽ khử cả gia đình cô. Nhận ra không thể thay đổi người đàn ông này, Nagaratha đã quyết tâm hành động trước. Tối ngày 12 tháng 12 năm 1984, cô ấy gọi ba anh trai đến, lấy cớ người anh thứ ba mời ăn tối để dụ Marithamuthu đến nhà thờ. Sau khi chuốc say Marithamuthu, Nagaratha đã để các anh trai rời đi, rồi dùng gậy sắt đoạt mạng chồng. Sau đó, cô ấy dùng rìu giải phẫu Marithamuthu, nấu thành cà ri và chia ra thành nhiều túi để phi tang. Tuy nhiên, ba người anh trai của cô gái này lại khai báo hoàn toàn khác. Nhưng điểm chung là tất cả đều nhận hết tội trạng về phía mình. Và cuối cùng, dựa vào những điểm trùng hợp trong lời khai của bốn người và qua diễn giải hiện trường, thanh tra Alamalai đã phục dựng lại diễn biến vụ án như sau. Vì bị Marithamuthu bạo hành và nhục mạ nhiều lần, nên gia đình Nagaratha đã nuôi mối hận thù với hắn ta từ lâu. Tối ngày 12 tháng 12, họ dụ Marithamuthu đến nhà bếp, chuốc say rồi dùng gậy sắt đưa hắn về với tiên tổ. Sau đó, người anh thứ hai là Balakrishnan, với kinh nghiệm bán thịt cừu lâu năm, đã đảm nhận việc xuống tay, chia nhỏ, rồi cho vào nồi nhôm lớn thường dùng trong các nhà hàng, nêm ớt bột và các loại gia vị để khử mùi hôi, rồi nấu thành món cà ri như thông thường. Những mảnh xương mà ông Ravis thấy trong nồi cà ri ở nhà thờ không phải là xương cừu, mà chính là xương của Marithamuthu. Alamalai tin rằng vụ án của Marithamuthu không phải là do một người gây ra, mà là hành vi của cả một nhóm người. Ngày 27 tháng 3 năm 1987, Alamalai chính thức khởi tố Nagaratha và ba anh trai. Bằng chứng quan trọng nhất là lời thú tội của chính bốn người họ. Tuy nhiên, lời khai của bốn người lại không thống nhất. Cảnh sát không thể xác định ai là kẻ chủ mưu và ai là đồng phạm.
và quan trọng hơn hết, cảnh sát không thể tìm thấy thi thể, hung khí cũng như là bất cứ dấu vết nào của tội ác. Theo lời khai của Nagaratha, Marithamuthu đã trở thành món cà ri và bị vứt đi. Các dụng cụ nấu ăn cũng đã mất từ lâu. Căn bếp nơi họ nấu món cà ri rùng rợn cũng đã được tu sửa vào năm 1986. Thời bấy giờ thì camera giám sát chưa phổ biến như bây giờ, không có hung khí, không có thi thể, lời khai của các nghi phạm lại mâu thuẫn với nhau. Và cuối cùng, phiên tòa chỉ diễn ra trong vòng 12 phút ngắn ngủi và thẩm phán đã tuyên bố gia đình Nagaratha vô tội. Tháng 6 năm 1991, 4 năm sau khi bị bắt, gia đình Nagaratha được trả tự do hoàn toàn. Câu chuyện kinh hoàng về món cà ri thịt người đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi được báo chí đưa tin, vụ án đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nó thậm chí còn được chuyển thể thành phim truyền hình và phát sóng vào năm 1995. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Singapore cho biết, ông coi vụ án cà ri thịt người là một trong những vụ án kỳ lạ và ghê rợn nhất tại Singapore. Còn với người dân quốc đảo này, mỗi khi nhớ lại vụ án, họ đều rùng mình sợ hãi, không biết mình đã từng thử vị món thịt đồng loại ghê rợn kia hay chưa. Và tới đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kỳ án Singapore, bí ẩn món cà ri thịt cừu. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Kỳ Án Có Thật. Và trước khi rời đi, như thường lệ, mong mọi người sẽ để lại một like và ấn follow kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị trên kênh tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Khánh Hà, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.